Rồi, xin chào cả nhà trở lại kênh YouTube của mình. Thì mình đang đứng ở cầu vượt cao tốc ha, trên quốc lộ 1. Cái cao tốc này là gọi là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, mới đưa vào sử dụng từ ngày 29, bữa nay là được 72 tiếng đồng hồ rồi đó ha. Là nay là ngày thứ ba rồi đó. Thì mình đang đứng ở cái bên là từ miền Trung ha, từ miền Trung Phan Thiết đi vào Sài Gòn. Và cái nhánh bên đây ha là từ Phan Thiết đi vào nè, từ Phan Thiết miền Trung đi vào đó. Thì bạn thấy là qua ống kính thì bạn thấy một cái nhận xét là gì? Xe ở ngoài vô nhiều hơn đúng không? Xe ngoài đi vô liên tục luôn, là xe ra ít hơn. Thì đa số là xe đi chơi về, hoặc là những người có xe muốn trải nghiệm những con đường mới ha. Rồi, đó, bạn thấy xe chạy vô liên tục luôn ha. Xe cao tốc chạy vô liên tục luôn. Rồi bây giờ do vấn đề ánh sáng ngược cho nên là mình không có quay được cái phía bên kia nha. Mình không quay được phía bên kia. Hướng này là hướng về Sài Gòn này ha. Rồi còn hướng này là từ trên quốc lộ 1 nè. Xe tất cả các phương tiện đang lên cầu á. Rồi xe dừng nằm đưa khách xe Phương Trang ra Phương Trang tới bến xe Tuy Hòa vô hả, và Phương Trang trên đó là để bến xe Tuy Hòa. Rồi đoạn này là đoạn đi du lịch vô, phía trước bảng là chia đê cái bảng này đoạn du lịch ha. Rồi để chia du lịch ha. Rồi mình zoom lên một xíu nha, zoom lên một xíu cho nó to to ha. Để rồi cái bảng kia ha, là cái tốc độ cho phép tối đa là 120 và thấp nhất là 60. Rồi xe con chạy vô liên tục luôn ha, xe con chạy vô liên tục luôn. Rồi còn bên đây là trên cái bạn thấy quốc lộ 1 là đường rất là thông thoáng. Rồi xe khách là chạy từ từ thôi, không vội vàng gì hết. Xe khách chạy vội vàng từ từ thôi. Rồi xe du lịch vô luôn, xe du lịch vô ha. My Group Travel. Rồi trở lại hướng cao tốc ha, đây là hướng cao tốc. Rồi đó, bạn thấy xe chạy liên tục luôn ha. Rồi xe du lịch vô.
là bây giờ do ngược sáng chứ mình không quay về hướng bên kia nha. À, do hướng bên kia. À, thì cái hướng từ từ Sài Gòn đổ ra. À, nếu mà bạn ví dụ là ở Xuân Lộc ha, muốn đi vô cao tốc á là bạn phải chạy qua hết thị trấn Xuân Lộc, rồi xuống đến Xuân Hiệp này ha, tới cái điểm kia nó có cái điểm đi vô đó. À, điểm đi vô. Rồi thì bạn thấy là nhưng mà nhận xét là thấy xe đang đi cao tốc nhiều hơn á, trên quốc lộ 1 xe đi cao tốc nhiều hơn quốc lộ 1. Nếu mà xe con này ha, xe con là xe đi nhiều hơn quốc lộ 1. Và thì mình có cảm giác là nhiều xe chạy quá thấp hơn dưới 60 á. Còn khi cái dãy này nè chạy thấp quá rồi ha. À, bạn thấy đi quốc lộ 1 mà xe ít hơn đi cao tốc luôn nha. Rồi xe thì mình không lấy góc được ha, khó lấy góc được hai cái. Rồi tài xế Việt Nam có giỏi vậy đó ha, chỗ nào cũng tưới cây được hết. Anh đó đi cao tốc là như vậy thôi, mình giam kính chỗ khác. Rồi từ đây ra Phan Thiết thì nếu đi cao tốc là khoảng còn 60 cây số nữa nha. Rồi lại thêm một gói tài nữa tắm vô, làm nhiệm vụ tưới cây. Cao tốc chưa có cây nào hết, toàn là cục điện không à. Cao tốc không cho đi xe máy cho nên là xe máy trên quốc lộ 1 rất là nhiều, và xe máy nó cũng sẽ giảm bớt cái lượng là tốc độ di chuyển xe ô tô, xe tải, xe khách. Rồi lại thêm một bác Phương Trang nữa vào. Rồi bác Phương Trang này xuất bến từ đâu? Từ Mũi Né, lấy xe Mũi Né. Phương Trang này Mũi Né. Rồi lại một chiếc xe du lịch từ Phan Thiết vào. Phan Thiết phải không? Xe nào đây đặt trước có cái xe hiệu. Ra đường để nhìn xe du lịch là bạn thấy có cái bảng băng rôn phía trước đó ha. Welcome gì đấy. Đó, thường thường là vậy. Còn xe khách thì không có ha. Xe khách, xe du lịch là thường thường không có. Rồi quốc lộ 1 rất là thông thoáng luôn. Quốc lộ 1 hôm nay từ Phan Thiết đi Dầu Giang về đi Sài Gòn rất là thông thoáng, bởi vì nhờ có cao tốc rồi. Rồi hy vọng ở nước Việt Nam này chỗ nào cũng có cao tốc thì dễ đi ha. Có cao tốc là giải quyết rất là nhiều việc trong cái vấn đề giao thông mà trước đây mình cũng đã từng nói rồi, trên tất cả các diễn đàn mình viết báo nói nhiều, hãy xây cao tốc, mở rộng đường xá để giảm thiểu tai nạn và phát triển kinh tế.
Rồi, mình quay cũng đã nhiều rồi ha. Mình quay và mình thuyết minh cũng đã nhiều rồi. Thôi bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây. Rồi, đi về nhà, rồi mai về Sài Gòn, rồi mai bắt đầu làm việc rồi. Freelancer. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở kênh Thành Đạt Có Đây của mình. Rồi các bạn nào cảm thấy hay thì bấm like và chia sẻ. Rồi phía trước cũng đang có một bác xây dựng ngầm đấy. Để mình quay. Rồi bác này xây dựng ngầm như thế nào? Rồi của bạn Thành sẽ từ Bến Tre. Rồi cái tiếp còn là một bác xây dựng ngầm nữa. Rồi cũng là bác luôn xe du lịch Bến Tre luôn, chuyến thứ hai rồi ở ngoài cũng có một ngày ngày khác bắt đây chừng nào ở đây rồi cũng của 71 luôn, của 71 luôn ha, 71 Bến Tre luôn. Rồi là tiếp tục xuất hiện một bác xe du lịch nữa. Rồi, tiếp tục ra con chạy đổ vào Sài Gòn rất là nhiều. Do kỳ nghỉ lễ này rất là dài, có lẽ là nghỉ lễ khá rồi cho nên là còn 2 ngày nữa mà xe rất là quá nhiều luôn ha. Đây là quá nhiều luôn. Rồi, chúng ta hẹn gặp lại. Xe này chạy nhanh nè. Đó, cái cao tốc nó chạy nhanh vậy đó.